Chào các bạn, tiếp theo tớ sẽ hướng dẫn các bạn mũi xuống chập 2. Như vậy thì mũi xuống chập 2 trong các cái trạng hình sẽ có ký hiệu như thế này. Đó, như vậy thì đây là mũi xuống chập 2 thường ký hiệu như vậy. Và trong các trạng chữ thì người ta sẽ ký hiệu lên là K2. Đó, như thế này. Rồi bây giờ chúng ta thực hiện nhé. Bây giờ tớ sẽ thực hiện là trước một mũi, cái mũi này ta không làm, tớ thực hiện trước một mũi xuống ấy. Rồi bây giờ ta sẽ bắt đầu thực hiện mũi xuống chập 2. Như vậy đối với mũi xuống chập 2 thì bây giờ các bạn sẽ cho kim phải của khi cho đi kim ra phải vào đâm lên. Nhưng mà ta bình thường mũi xuống ta đâm một 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 mũi như này, thì bây giờ đối với mũi xuống chập 2 thì chúng ta sẽ đâm vào hai mũi đó, sau đấy ta thực hiện một mũi xuống bình thường. Rồi, như vậy thì chúng ta vừa thực hiện xong rồi, ta chú ý nhé. Ta đâm vào hai mũi này, sau đấy thực hiện một mũi xuống bình thường. Đấy, ta thực hiện là một lần nữa này. Hôm nay thì ta sẽ thực hiện một mũi xuống. Đó, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong các cái mũi chập 2, đặt mũi xuống chập 2. Rồi bây giờ đối với cái mũi xuống chập 2 vào sau ấy, thì ký hiệu trên các cái chữ sẽ là K2. Nó sẽ có cái hiệu như này. Như vậy thì đối với mũi xuống mà chập 2 vào sau thì các bạn là thực hiện như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ bình thường ta đâm lên như thế này đúng không? Bây giờ chúng ta không đâm như vậy nữa mà chúng ta sẽ đâm vào phía sau. Ta đâm này. Như thế này. Sau đấy ta thực hiện một mũi xuống. Như vậy thì ta thực hiện xong. Đây, các bạn làm lại một mũi xuống bình thường. Đây, các bạn thực hiện nhé. Vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn mũi lên chập 2 và mũi xuống, mũi xuống chập 2 và mũi xuống chập 2 vào sau. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn giảm mũi bên phải, giảm mũi lên bên phải nhé, hay là chập 2 mũi lên đấy. Như vậy thì cái chạc hình nó cũng sẽ như thế này. Còn cái chữ giảm mũi lên thì nó sẽ có cái kiểu như sau. Đây là mũi lên, đây mũi xuống, đây mũi lên này. Đó, như vậy thì giảm mũi lên sang bên phải thì chúng ta sẽ thực hiện như thế này. Để giảm mũi lên bên phải thì bây giờ tương tự như là giảm mũi xuống thôi. Bây giờ các bạn là sẽ đâm cho tớ hai mũi này, đầu kim đâm vào hai mũi, sau đấy chúng ta thực hiện một mũi lên bình thường. Đó, tiếp tục nhé. Như vậy thì giảm mũi lên bên
phải. Tiếp tục là tôi sẽ hướng dẫn các bạn là giảm mũi lên bên phải nhưng mà đâm vào sau. Giảm mũi lên bên phải vào sau ấy, thì mấy bạn là nó sẽ có ký hiệu như này, cũng tương tự như này. V2 đáp như vậy thì giảm mũi lên bên phải và đâm vào sau. Vào sau thì chúng ta sẽ để kim như thế này. Các bạn lấy cái thứ hai mũi này. Đây. Đây nhá. Cho đâm vào. Rồi, sau đấy mình thực hiện một mũi. Rồi, một mũi. Tiếp theo này. Các bạn chú ý này. Mình đặt kim ở đây. Đó, như vậy thì mình lấy sợi lên như thế này. Giảm mũi lên bên phải và vào sau. Nó hơi khó lấy kim mềm. Đấy. Thế để các bạn thực hiện một mũi. Đấy, như vậy thì tôi đã hướng dẫn các bạn là giảm mũi lên bên phải. Giảm mũi lên bên phải và vào sau. Vào sau thì các bạn nó hơi khó lấy sợi hơn là lên giả mũi bình thường. Rồi, quên đi. À, mấy bạn là quý nhá, cái giả mũi lên bên phải á, thì cái trạng hình nó sẽ có ký hiệu như này, nãy tôi quên. Có mấy gạch nhỏ ở dưới đây thì là giảm mũi lên bên phải, còn mũi xuống thì không có cái gạch như này. Thưa các bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn giảm mũi xuống bên trái. Như vậy thì để giảm mũi xuống bên trái thì mũi xuống bên trái sẽ trong các trở hình thì sẽ có như thế này. Và viết tắt đó thì chữ viết tắt nó thường viết như thế này. Đấy, như vậy thì để giảm mũi bên mũi xuống bên trái thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên các bạn đâm kim vào một mũi, đâm giống như đang xuống nhá, đâm giống như đang xuống này nhưng không đan, và chúng ta rời qua kim bên phải. Sau đấy chúng ta thực hiện tiếp một mũi xuống trên kim bên trái. Sau đấy chúng ta lấy cái mũi lúc nãy vừa mới ra đấy, ta bỏ qua đây. Đó, như vậy chúng ta đã thực hiện xong một mũi giảm mũi xuống bên trái. Tôi thực hiện lại nhé. Chúng ta không đan này, ta đan vào mũi thứ hai, sau đấy ta lấy kim đan trái, ta rời cái mũi này lên qua đầu cái mũi này. Đó, như vậy chúng ta thực hiện xong mũi giảm mũi bên trái. Đấy, qua. Sau đấy các bạn đan một mũi như này, rồi sau đấy chúng ta rời qua. Đó, bên ta là giảm mũi xuống bên trái. Như vậy thì tôi sẽ thực hiện nốt cái đan mũi.
không? Này. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là giảm mũi lên bên trái. Để giảm mũi lên bên trái thì cái ký hiệu mũi lên bên trái nó cũng sẽ có cái ký hiệu mũi này. Nó có một cái gạch ở đây nữa. Đây đầu tiên ta cũng lấy qua, sau đấy ta lấy sợi qua nhé. Như vậy thì các bạn đầu tiên các bạn để kim đan phải này, ta lấy qua hai sợi trên kim đan phải. Sau đấy ta sẽ lấy lại cái sợi này, lấy lại hai mũi này sang kim đan trái, ta lấy lại này đó. Như vậy thì bây giờ hai cái mũi này nó đảo vị trí cho nhau. Vậy thì bây giờ ta thực hiện một mũi đan xuống và một mũi đan lên. Bình thường đó, như vậy là ta đã giảm được mũi lên bên trái. Tôi thực hiện lại nhé. Đầu tiên là mình lấy hai mũi này qua kim bên phải này, lấy hai mũi qua kim bên phải. Sau đấy chúng ta lấy ngược lại hai mũi này, ta lấy hai mũi này qua lại kim bên trái. Bây giờ hai mũi này nó ngược nhau như này. Bây giờ các bạn đan một mũi đan làm một mũi đan lên. Đấy, như vậy tôi đã hướng dẫn các bạn thực hiện giảm mũi lên bên phải, bên trái và giảm mũi xuống bên phải, bên trái.